Xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Theo anh, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là đổi cái mã pin đăng nhập ở trên Windows 11 nhé mọi người nhé. Trong những trường hợp ví dụ như là cái mã pin của các bạn bị lộ này và chúng ta đảm bảo cái bảo mật của chúng ta thì chúng ta sẽ đổi cái mã pin này nhé. Thì đầu tiên các bạn cần phải nhập cho mình cái mã pin cũ của cái chiếc máy tính này nhé mọi người nhé, để chúng ta đăng nhập vào máy tính. Rồi sau khi đăng nhập vào cái máy tính rồi thì các bạn sẽ tìm đến cái phần cửa sổ Windows này cho mình nhé, để chúng ta chọn vào phần setting cài đặt. Nếu mà không thì các bạn có thể chọn nhanh ở cái kính lúp tìm kiếm là setup pin thì cũng được nhé mọi người nhé. Mọi người sẽ tìm kiếm cho mình từ khóa là setup pin. Đây, nó sẽ ra cái phần setup pin như này, mình sẽ kích vào luôn nhé mọi người nhé. Rồi, lúc này thì nó sẽ có cái phần pin Windows Hello này, thì mọi người có thể là kích vào cho mình luôn nhé. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn vào cái phần trang này nhé, để chúng ta có thể là tiến hành đổi mã pin này. Chúng ta nhập cái mã pin cũ ở đây cho mình nhé, cái dòng đầu tiên. Rồi tiếp đến thì lưu pin này là cái dòng mã pin mới nhé mọi người nhé, thì mình sẽ nhập cái mã pin mới của mình vào đây. Tiếp đến thì cái dòng dưới thì các bạn sẽ nhập lại cái mã pin mới của các bạn nhé. Rồi sau đó mình sẽ ấn vào phần là ok nhé mọi người nhé. Chúng ta có thể là tích vào đây đánh dấu vào nhé mọi người nhé, hoặc là không cũng được, mình ấn vào ok này. Rồi sau khi mình thay đổi cái mã pin xong thì mình sẽ tắt đi nhé. Bây giờ mình sẽ thử reset và khởi động lại máy nhé mọi người nhé. Ok, sau khi cái máy tính của mình khởi động lên thì bây giờ mình sẽ tiến hành nhập mật khẩu mới của mình vào đây để chúng ta mở máy tính của chúng ta ra nhé mọi người nhé. Ok, vậy là mình đã thay đổi mật khẩu mã pin thành công nhé mọi người nhé, ở trên Windows 11. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể đổi mã pin đăng nhập Windows 11. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và hữu ích cho mình hôm nay, đăng ký nhé và chia sẻ video giúp mình.